chào quý vị đang theo dõi chương trình tiêu điểm an ninh trật tự. Trước khi vào chương trình xin được điểm qua một số nội dung chính. Công an tỉnh dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an tỉnh làm việc với đoàn giám sát phòng chống tham nhũng của Hội đồng nhân dân tỉnh. Làm việc với đối tượng có hành vi bán dâm và môi giới bán dâm. Thực nghiệm điều tra vụ án giết người. Phóng sự mô hình tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả từ cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2023, sáng ngày 19 tháng 8 2023, Đảng quỹ lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức lễ dân qua dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dân qua dân hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người, phát huy truyền thống dễ dàng, quyết tâm xây dựng lực lượng công an tỉnh nhà, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, bảo vệ đảng, nhà nước, là tấm lá trắng vững chắc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân ngày 16 tháng 8 năm 2023, đoàn giám sát công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công an tỉnh. Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tiếp đoàn. Trong mốc thời gian giám sát từ ngày 1 tháng 1 2022 đến ngày 30 tháng 6 2023, công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt cụ thể hóa triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng đảng quỹ ban giám đốc công an tỉnh và cấp quỹ thủ trưởng công an các đơn vị địa phương đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nâng cao tư tưởng tiến công tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác chiến đấu các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai minh bạch trong việc bố trí sắp xếp cơ cấu đội ngũ cán bộ xây dựng và thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn theo quy định cải cách hành chính ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt được công an tỉnh thực hiện nghiêm túc phát biểu kết luận buổi giám sát Ông Lê Văn Khê đánh giá, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các mặt công tác phòng chống tham nhũng. Các vấn đề thành viên đoàn giám sát đặt ra đều được giải trình thỏa đáng đúng trọng tâm. Đồng chí trưởng đoàn đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chủ động làm tốt vai trò tham mưu nồng cốt trong công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Ngày 17 tháng 8, 2023, Công an Bến Tre tổ chức hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm có tính chất băng nhóm, tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh. Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, có biểu hiện tàn trữ hung khí, công cụ hỗ trợ gây rối trật tự công cộng, đánh nhau. Lực lượng công an các cấp đã tập trung đấu tranh triệt xóa một nhóm gồm 7 đối tượng, khởi tố một bị can, xử phạt hành chính một đối tượng, mời gọi giáo dục năm đối tượng, cảm hóa giáo dục làm tan rã một nhóm bốn đối tượng. Tội phạm về xâm phạm sở hữu được kiềm chế kéo giảm. Tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra nhiều nhất với 115 vụ, tài sản thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Đã khởi tố 115 vụ, 94 bị can. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80,87%. Tại hội nghị, công an các đơn vị địa phương cũng đã tham gia thảo luận để tìm ra giải pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí phó giám đốc công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình nhận diện các hoạt động hành vi liên quan đến tội phạm có tính chất băng nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu ngay tại cơ sở kịp thời trao đổi thông tin giữa các địa bàn giáp ranh để có sự chủ động trong phối hợp phòng ngừa và đấu tranh xử lý các loại tội phạm ngày 23 tháng 8 năm 2023, Đại tá Phạm Văn Ngót, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác chiến đấu. Tại Công an huyện Mỏ cày Bắc, Đại tá Phạm Văn Ngót đã trao giấy khen cho Đại quý Võ Hải Đằng và Thượng quý Trương Mạnh Huy, cán bộ Công an huyện có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích làm một người bị thương xảy ra vào ngày 30 tháng 3 2023 tại địa bàn ấp Thanh Tây, xã Tân Thanh Tây. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Mỏ Cày Bắc đã khởi tố tạm giam một bị can, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý đối với 5 đối tượng. Đồng thời trao giấy khen cho ông Hà Văn Sơn, ngụ ấp chợ xếp xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, đã có thành tích giúp lực lượng công an bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, góp phần vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tại công an xã Thành Thế A, huyện Mỏ Cày Nam, đại tá Phạm Văn Ngót đã trao giấy khen cho đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Dào, trưởng công an xã Thành Thế A, Thiếu quý Nguyễn Hồng Phúc, công an viên và đồng chí Duy Văn Ninh, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đã cứu nạn cứu hộ thành công một người nhảy sông tự tử trên cầu Cổ Diên xảy ra vào đêm 1 tháng 8 2023. Với tinh thần vì nhân dân quên mình, khẩn trương cứu người, ba đồng chí đã không ngại nguy hiểm đến tính mạng, đêm tối thời tiết có mưa, sông sâu, nước chảy xiết, dũng cảm nhảy xuống sông Cổ Chiên cứu sống nạn nhân. Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Công an Bến Tre tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho đồng chí Trung tá Võ Giang Thơm, Phó trưởng Công an Phường 5, thành phố Bến Tre, hiện đang cư trú tại xã An Định, quyền Mỏ Cài Nam, tỉnh Bến Tre. Đại tá Phạm Giang Ngót, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi lễ. Được biết, gia đình đồng chí Võ Giang Thơm đang gặp khó khăn về nhà ở. Công an tỉnh đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an xem xét hỗ trợ kinh phí cho gia đình đồng chí Thơm xây dựng ngôi nhà mới. Với số tiền 150 triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân, sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành, giúp giải quyết khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện cho đồng chí thơm an tâm công tác ngày 18 tháng 8 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 25 tháng 6 năm 2023 tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1966, ngụ ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, có quan hệ tình cảm với bà Trương Thị N sinh năm 1966, ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành. Trưa ngày 25 tháng 6, Thịnh và bà N tổ chức uống rượu tại nhà của Thịnh. Được một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát. Do Thịnh biết bà N có quan hệ tình cảm với một người khác. Lúc này Thịnh dùng búa chém nhiều nhát vào đầu làm bà N tử vong. Sau đó Thịnh uống thuốc tự tử nhưng không thành nên được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngày 28 tháng 6, 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thịnh về tội giết người. Khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2023, nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Dùng Trơm bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê 379 ở xã Bình Thành, huyện Dùng Trơm do bà Kiều Kim Loan, sinh năm 1973, ngụ xã Lương Quế, huyện Dùng Trơm làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi kích dục và mua bán dâm. Tiến hành làm việc, các đối tượng thừa nhận khi khách đến quán cà phê, bà Loan sẽ giới thiệu tiếp viên kích dục và mua bán dâm. Mỗi lần bà Loan sẽ nhận từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Dòng Trơm xử lý theo quy định. Thưa quý vị, quản lý giáo dục và tạo điều kiện để người phạm tội cải tạo sửa đổi bản thân, tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù là chủ trương lớn, thể hiện tính nhân đạo của đảng, nhà nước và pháp luật Việt Nam. Tại Bến Tre, để làm tốt công tác này, các ngành chức năng và nhiều địa phương đã có những cách làm hay hiệu quả trong đó nổi bật là mô hình nâng cao hiệu quả quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú do phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Bến Tre phối hợp với ủy ban nhân dân xã Phong Nẵm huyện Dòng trơm thực hiện. Mô hình được triển khai từ đầu tháng 4 năm 2023 trên địa bàn xã Phong Nẫm việc xây dựng mô hình nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp quỹ chính quyền địa phương đối với lực lượng công an và các ngành đoàn thể trong công tác quản lý giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù đang trong giai đoạn tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, góp phần phòng ngừa hạn chế trường hợp tái phạm. Con xã Phong tham mưu cho đảng quỹ, ủy ban nhân xã ban hành các văn bản chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các áp phối hợp với lực lượng công an xã để làm tốt công tác tuyên truyền cho đến người dân cũng như là các uh, nhóm đối tượng thì trong viện quản lý phối hợp với phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp mời gọi giáo dục răng đe cũng như là lập hồ sơ rồi phối hợp với các ban ngành trong việc quản lý giám sát rồi tạo điều kiện công an việc làm giúp các đối tượng trong viện quản lý thì ổn định cuộc sống Quá trình xây dựng thực hiện mô hình, ban vận động chú trọng phát huy vai trò phối hợp của các ngành đoàn thể trong việc quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng và tuyên truyền vận động cộng đồng xã hội không kỳ thị phân biệt đối xử với những người có tiền án tiền sự. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, mở rộng con đường quay về cho những người từng làm lỗi. Trên cơ sở phân công của Ủy ban dân xã thì đoàn thanh niên tiếp nhận và tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức cảm hóa giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương thì trong đó thì chủ động nắm tình hình hoạt động tâm tư nguyện vọng những thuận lợi khó khăn của người chấp hành xong hình phạt tù sau khi về địa phương cư trú để phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan tổ chức có liên quan thống nhất biện pháp giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng của bản thân tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống Bên cạnh việc lập hồ sơ, phân công cán bộ công an xã, phối hợp với các ngành đoàn thể, quản lý giáo dục, từng trường hợp cụ thể, phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp trước khi phạm tội. Ban vận động thực hiện mô hình còn thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với những người trong diện quản lý. Đây là dịp để cấp quỹ chính quyền địa phương lắng nghe những người từng làm lỗi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những khó khăn dướng mắt trong cuộc sống. Từ đó kịp thời giúp đỡ tháo gỡ, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực dương lên trong cuộc sống. Có sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí công an với là anh hậu nữ này kia nọ thì nói chung là mình cũng cảm thấy an tâm hơn. có thể định hướng mình cái 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 hướng mình làm ăn để mình không có suy nghĩ những việc làm tiêu cực để vi phạm pháp luật. Cùng với việc quản lý giáo dục động viên, ban vận động còn quan tâm tạo điều kiện để những người từng làm lỗi dây vốn phát triển kinh tế và vận động những doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh nhận những trường hợp này vào làm việc. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp những người từng làm lỗi ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững anh NHB 25 tuổi và anh NVNL 20 tuổi cùng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, hai anh đã được xã giới thiệu vào làm công nhân nhà máy sản xuất thép trên địa bàn. Công việc với thu nhập ổn định giúp hai anh thêm vững tin vào cuộc sống, quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau khi mà hết án á, thì chính quyền và công an xã đã hỗ trợ cho em có công an việc làm ổn định, trang trải cho cuộc sống và nuôi gia đình. Em phấn đấu sẽ làm người tốt, không có vi phạm pháp luật nữa. Dự định sau này của tôi là lập gia đình và cố gắng phấn đấu để sống thật tốt để lo cho gia đình và vợ con. Theo số liệu thống kê. Xã Phong Nẫm hiện có 12 người thi hành án hình sự tại cộng đồng và đã chấp hành xong án phạt tù trong diện tái hòa nhập cộng đồng. Tất cả những trường hợp này đều được đưa vào diện quản lý giáo dục và giúp đỡ với cách tiếp cận mới mang tính tương tác khi triển khai thực hiện mô hình. Kết quả bước đầu nhận thấy, hầu hết những trường hợp này đều có sự chuyển biến tích cực, từng bước xóa dần mặc cảm, tỏ rõ ý chí phấn đấu trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. Thì qua cái thời gian triển khai tổ chức thực hiện thì tôi thấy cái cái mô hình này thì cũng đem lại đạt được một số cái hiệu quả khá thiết thực. Thứ nhất là chúng ta đã tập trung được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực cái mô hình này thì qua đó thì đã góp phần là thể hiện cái sự nhận thức tốt của người dân để tham gia hưởng ứng. Cái thứ hai là cái chúng ta cũng đã thể hiện được cái vai trò của các đoàn thể trong việc phối hợp với các áp các cái tổ nhân từ quản cũng như lực lượng công an tham gia giáo dục cảm hóa đối với cái, không có để cái họ tiếp tục tái phạm. Thứ ba là tôi thấy là cái nhận thức của nhân dân mà con dân trong việc hỗ trợ cái người chấp hành án hình sự tại cộng đồng cũng như người chấp hành xong cái án phạt tù được nâng lên rõ rệt là bà con là không có kỳ thị là hỗ trợ đối với các cái đối tượng này khi người ta trở về địa phương qua cái thực hiện mô hình thì chúng tôi cũng thấy rõ một cái việc đó là cái tình hình an ninh từ từ trên địa bàn xã thì nó giữ vững ổn định thực tế cho thấy vai trò của cấp quỹ chính quyền và các ngành đoàn thể ở cơ sở rất quan trọng đối với công tác quản lý giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng đây là tiền đề quan trọng giúp những người làm lỗi tái hòa nhập cộng đồng thuận lợi bình vững hơn do vậy ở địa phương nào cấp quỹ chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các ngành đoàn thể tích cực vào cuộc thì tỷ lệ tái phạm tội sẽ được hạn chế góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thưa quý vị, Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 24 trên 2023 quy định về cách thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Trong đó có nhiều điểm nổi bật như quy định về biển số định danh và đăng ký biển số xe trúng đấu giá. Thông tư đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 2023, thay thế thông tư 58 của Bộ Công an biển số định danh nghĩa là biển số cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe do chủ xe là người việt nam biển số được quản lý theo số định danh cá nhân với người nước ngoài biển số quản lý theo số định danh của họ do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú tạm trú với tổ chức biển số được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế quyết định thành lập Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe đó được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình, biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm kể từ ngày thu hồi đăng ký biển số. Quá thời hạn trên, nhà chức trách sẽ thu hồi đưa vào kho số để thực hiện đăng ký cho xe khác. Nếu chủ xe chuyển trụ sở nơi cư trú từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này sang nơi khác thì được giữ lại biển số định danh đó không phải đổi biển. Thông tư quy định công an cấp quận, huyện sẽ đăng ký các loại ô tô, xe máy của tổ chức cá nhân trong nước có trụ sở nơi cư trú tại địa phương. Công an cấp xã, phường được cấp biển số xe máy cho tổ chức cá nhân trong nước có trụ sở nơi cư trú tại địa phương. Về thời hạn, công an các cấp, cấp sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 2 ngày làm việc, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày. Trường hợp cấp biển số định danh lần đầu thì sẽ cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. Cấp đổi cấp lại hoặc cấp biển số xe trúng đấu giá sẽ không quá 7 ngày làm việc. Khi đăng ký xe mới, chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân cho cán bộ làm thủ tục. Chương trình tư điểm an ninh trật tự đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.